Mình vừa đi làm về thì mình nhận được một cái bưu kiện từ bên Lazada. Thì bây giờ là cái bưu kiện này là mình đặt mua một chiếc máy khoan bắn vít. Máy khoan vít như lần trước mình đã review các bạn một cái máy cũng tương đương như vậy. Nhờ mình mua cái này thì với giá là 581.000 cả ship. Thì máy này với khi mình đặt mua là nó chỉ có một pin thôi, một cục sạc một pin là một thân máy, không biết họ sẽ tặng kèm cái gì. Thì máy này được gửi từ Bắc Linh, huyện Tiên Du, xã Liên Bảo ấy, đó gửi về cho mình. Thì là lên đọc xóm Chùa Kê, xã Liên Bái, huyện Tiên Du, thành phố Hải Phòng. Thì đây là một cái kiện không cho xem hàng, tức là không cho đồng kiểm, không cho xem hàng. Đó, gửi về cho mình. Ở đây nó đề là tặng một đầu chuyển vít đa năng thôi, không có tặng thêm cái gì. Bây giờ mình sẽ bóc nó ra. Không có cái con dao đẹp đẹp. Giống hệt như con khoan trước mình mua cho mình, đấy là review với các bạn rồi. Đấy, con này cũng giống hệt là mình mua hai con pin. Mà cái con trước thì mình mua là cả ship là 700 có dư đấy, cả ship 700 dư, vì con đấy là mình mua là được hai quả pin thôi, con này chỉ được một quả pin thôi. Đấy, giống như hệt ở ngoài, ở ngoài của nó giống như hệt. Ôi giời, chặt thế nhỉ. Rồi, bây giờ những cái hộp mới này mình lại thích rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra đây cho các bạn xem. Đó. Bây giờ mình sẽ mở ra bên trong nó có gì nhá, khám phá nó. Đây, đây, đây. Mở lại cho người xuôi. Rồi, ok. Đây là hướng dẫn, hay là cái gì đó. Một tiếng Anh thật. Tôi nói chung là cái này từ tiếng Anh mình không phải mang đi đây. Thì đây có một cái dây đeo, dây đeo mà thường là không cần thiết. Đây là cục sạc và đúng một quả pin thật. Quả pin này ở đây là 199V. Đấy, 199V và đây là một cục sạc. Thì mình sẽ vẫn được tặng đầu siết 22 và đầu chuyển. Đây, đầu siết và đầu chuyển. Đầu siết đầu chuyển. Máy đây. Đấy. Đây, đang vào. Đấy, đây là máy đây các bạn. Đấy. Máy này cầm nặng tay đấy, chắc chắn. Ok. Đây. Sạc. Rồi. Đấy. À, bấm này. Nó dừng lại này. Nó dừng lại. Các bạn ạ. Quay vào thì ấy luôn. Ôi rồi thế này các bạn, đây đấy, đây mình sẽ, nó không cho mình đầu đầu ấy, nó không cho mình cái đầu siết đấy, nó chỉ cho này thôi. Ok đấy. Sao này con này à. Ngon, mình thấy nó ok đấy bạn. Mình sẽ so sánh nó với khoan trước nhé, mình sẽ lấy cái khoan pin trước vào đây. Đây là cục sạc của cái trước. Cục sạc của cái trước và cục sạc cái này có vẻ khác nhau một chút, các bạn nhìn thấy không nhỉ? Cái này nó có cái chữ chữ số ở đây. Chữ số ở đây. Còn cái này à, cái này lại có chữ số ở bên dưới. Đấy. Chữ số bên dưới, cái này có chữ số nó ở bên trên. Một cái là ngày tháng 7 năm 2021, một cái là tháng 3 năm 2021.
Đấy. Khác khác nhau như vậy. Cái này là 88V. Thế còn cái kia, cái mới mua hôm nay, ở đây hôm nay là 199V. Cái này là 1500mAh. Cái này là 32000mAh. Đấy, khác nhau một chút như vậy. Không biết là có, nó đề bên ngoài như vậy, nhưng không biết là quả pin này có khỏe hơn quả này thật không. Đề thì như thế vậy. Thì đây, cái con cũ đây, thì cái này của nó chắc chắn hơn các bạn. Cái này của nó chắc chắn hơn. Thế còn cái ví dụ như cái đèn này thì không biết. Đây, đèn này. Đấy, đấy này. Đấy, đèn nó cứ sáng này, không biết khi nào tắt kiểu gì. Đây nó có mức mắc. Đấy, tốc độ nhanh, tốc độ chậm. Đấy, pin thì đang báo đầy. Con này nó sao, con này cũng pin đang báo đầy này. Đấy, tốc độ nhanh à, cũng giống nhau thôi, không có gì khác nhau. Đây, mình đang cảm giác là con này nó có vòng tua nhanh hơn, tại vì chắc là pin khỏe hơn. Mình sẽ tháo được cả pin này, lắp sang cả pin bên này. Đấy, xem nó như này. Mình sẽ lắp thử hai cả pin cho nhau vừa luôn. Hitachi giống nhau mà, đúng là đều là Hitachi cả. Ừ, con này vẫn, con này nó chạy nó có tiếng rít hơn, chạy nó có tiếng rít hơn, tuy là nó thay pin rồi nhưng mà nó vẫn có tiếng rít hơn. Đấy, không hiểu sao thế. Cách chạy giống nhau các bạn ạ. Cách chạy giống nhau nhưng mà không hiểu sao nó lại. Mình cảm giác con này nó chạy nó có cái gì nó tít hơn. Mình cảm giác như vậy. Mình cảm giác con này có gì tít hơn. Chắc là tại nó mới hơn. Nó mới đâu được có mấy tháng thôi. Đây mình xem cái chỉ số của nó. Đây. Một con cũng giống nhau. BL 630 các bạn, vẫn là BL 630. Đấy. Vòng tua vẫn là 2500 vòng trên phút. Nhưng mình cảm giác cái con này cầm thì chắc là nặng bằng nhau. Nặng bằng nhau thôi, nhưng mà tiếng của con này nghe nó thích hơn. Tiếng của con này nghe nó thích hơn rất là nhiều. Còn pin thì mình không biết là cái dán này nó, pin này không biết là cái dán này nó có đứng không, nhưng mà mình thấy là nó không khác nhau bao nhiêu. Rồi mình sẽ vào đây. Xong hết rồi, cần thiết nha. Các bạn chỉ được một quả pin thôi các bạn. À, quả pin này nó có cái này nữa, quả pin cũ của mình nó có này. Đấy, mình sẽ thử xem nó cái số này, hai cái này nó khác nhau như nào. Đây. Vẫn là SG 2
107, cái này SC2 103. Đấy, con này là 5L, con này là 8C. 228C 20PG thì là cái này 20L. Nó chỉ khác nhau cái mác. Khác nhau cái mác này. Khác nhau cái mác này. Khác nhau cái mác này. À, 199V, cái này 88V. Nhưng cái mác vậy. Rồi. Ok. Thì với các bạn nhé, các bạn tham khảo mua cái này thì mua. Cái này mình đặt bừa thôi, trên Lazada thôi. Thì các bạn xem các bạn biết thôi. Cho anh em thợ đi làm có một cái đấy, cái mình nghĩ 600 mua một cái con mới như này là ok mà. Mình dùng và thấy rất tốt rồi. Cái này mình dùng cũ này mình dùng thấy rất ok. Trượt nhà anh thật. Khi các bạn bắn căng tay nó trượt nhà anh thật. Không phàm hết. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video khác nhé. Bye bye.